những món ăn tinh thần mà ngày hôm nay chúng tôi mang tới đây để phục vụ quý vị. Không chỉ có những bản tình ca, không chỉ có những bài hát làm nhịp động lòng người, và còn có một món đặc sản, một món ăn tinh thần vô cùng thú vị nữa mà ngay sau đây muốn được gửi tới quý vị khán giả. Bây giờ thú thật với các bác là em sẽ ôm. Xe ôm kiểu gì mà cả tuần rồi em có phải đổ xăng đâu. Bây giờ thấy có đen không chứ này. Mà cái này á, tất cả là tại cái mụn phồn ấy. À, mới sáng mùng 1 đầu tháng bà ấy cầm sang chục trứng vịt lộn ế. Bà ấy bảo là thôi hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau, chị xe ôm 50% thôi. Em thì ham của rẻ thì em bụp luôn. Bụp luôn đến cuối cùng cả tháng đen vãi rồi. Mầm một vớ phải mụ phồn, bán cho chục trứng vịt lộn rất to. Ăn vào thấy lo lo, y rằng cả tháng vật vã đói ăn. À, quả này á, là em phải nốt vía mới được. Giải đen tí. À, thời đại 4.0 nội dung số rồi. Bây giờ đốt vía phải kèm theo ca nhạc kịch và vũ đạo. À, em kẹt lách mic, em lấy bật lửa này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, con lạy bốn phương trời, con lạy mười phương chư Phật, con lạy chư Phật mười phương. Ngọn lửa bập bùng trong ta. Ngọn lửa, ngọn lửa, ngọn lửa cháy mãi. Ê, sao hiền thế? Biết thế này á, em đốt vía từ sáng sớm. Dạ, ủa, tao to đẹp trai thế. Dạ, cậu ơi, bây giờ cậu đi đâu nhá? Này, cậu mở hàng, tôi lấy giá rẻ cho nhá. Đi đâu cũng được, đi đâu? Có ai bảo đi đâu đâu? Này, mày trêu bố mày à? Hả? Sáng giờ chưa có khách nào hỏi han, bây giờ có mày, mày lại bảo không đi. Mày không đi mày ra đây làm cái gì? Hay là mày định hạ tình tao đây? Này, đừng có bố láo bố lếu nhá. Bố mày không thích đâu. Gì mà nóng thế? Hả? Cầm lên. Hoa trời đất ơi. Kiều tím không tên. Trời đất ơi, màu tím mình thấy chú. Mình xin. Nhưng mà thôi. Này, mẹ em bảo rồi, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phân đến cho. Không phải là đem phân. Hả? Mà là đem phân đến. Ôi trời ơi, đem phần là ở nơi khác thôi. Còn ở làng tôi á, bà con trồng rau rất nhiều, rất cần phân bón rau, nên là phân rất là quý. Thế là cả làng đổi thành là mang phân đến cho. Nhớ. Mà thôi, này, ở đời này ấy, không ai cho không ai cái gì đâu nhá. À, tôi nói với cậu là tất cả chúng ta là giống nhau, điểm không ai giống ai cả. Thành thử là nắm đá béo. Ông chỉ được cái suy diễn tinh tinh. Có ai nói là cho không ông đâu. À, tôi cho tiền ông ấy, rồi nhờ ông giúp tôi một chuyện. Mà nếu ông làm xong, làm tốt ấy, tôi sẽ trả gấp 10 lần. Mày nghĩ ra là người cần tiền à? Hả? Mày... Việc gì đấy? Việc gì? Việc này rất nhanh. À. Không phạm pháp, à. Không nguy hiểm, ừ. Không trái với thuần phong mỹ tục. Thế cụ thể là việc gì? Thì chẳng phải làm gì cả. À. Ông chỉ việc ăn mặc đẹp, ngồi ô tô đẹp với tôi, rồi đi ăn, đi chơi, rồi về nhận tiền. Thế là xong. Mày nói tao làm dai bao á? Dai bao? Ôi rồi, không phải dai bao thì làm gì có cái chuyện á, ăn mặc đẹp, đi xe đẹp, rồi ăn, rồi chơi, rồi nhận tiền. Này, tôi nói với cậu này, tôi đây chỉ bán sức lao động thôi nhá, tôi không bán thân. Này, ông mà đòi bán thân đấy, à? Ông cứ mà bán ve chai, chả ai mua ấy. Nhưng mà thôi, này,
chả có cái việc gì nhàn hạ mà được nhiều tiền đâu. Giống như thằng em tôi ấy. Thằng em ông làm sao? Thì thằng em tôi cũng có một thằng bảo cho nó 2 triệu thôi. Đi một lúc thôi. Công việc rất là nhàn hạ. Chỉ việc đứng dơ tay cái này thôi. Mà bây giờ đi tù rồi đấy. Vô lý. Làm gì có việc nào mà đứng dơ tay này mà đã phải đi tù? Cướp ngân hàng. Thằng kia vào cướp. Thằng em tôi đứng ở ngoài tay cầm hai súng này hả? Đấy, miệng thì hét lớn. Đứng im. Đứa nào mà lên tiếng là tao bắn chết. Đấy, bây giờ tù mọt không hai đứa đi tù. Ê, nhưng mà ông yên tâm. Tôi đã bảo với ông là việc này không phạm pháp, không nguy hiểm, không trái với thuần phong mỹ tục. Ông cứ yên tâm mà làm. Cụ thể là tôi phải làm gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi nhá. Chứ đừng có loằng ngoằng dây điện. Đây không ngu. Thôi được rồi. Chuyện là thế này. Tôi có đứa bạn gái xinh vô cùng. Tóc nó trắng như tuyết. Da đỏ như máu. Môi đen như vũ môn từ đời. Thế người yêu mày là ma cà rồng à? Tôi nhầm. Hả? Da nó trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc em như gỗ mun. Vì em ấy ngon như thế, nên tôi quyết tâm chuyến bằng được em ấy. Tao hiểu rồi, tức là bây giờ mày thuê tao là ăn mặc đẹp, ngồi xe đẹp. Rồi tao làm nam nhân kế, mê hoặc em đấy. Rồi dắt em ấy lên phòng cho mày chuyến. Ông mà đòi làm nam nhân kế á. Nè, ông cũng mà là quái nhân kế thì có á. Nào. Tôi muốn nhờ ông đóng giả là bố tôi. Tao đóng giả là bố mày ấy. Ô này, thế cái việc mà tao đóng giả làm bố mày thì nó liên quan gì đến cái việc mà mày chuyến con kia? Này, hay là cái cô đấy là nó muốn là bố chồng nó chứng kiến cảnh hai đứa chuyến nhau? Ông chả hiểu cái gì cả. Bởi vì ấy, bạn gái tôi là con nhà gia giáo. Cô ấy muốn tôi đưa bố tôi tới để ra mắt gia đình nhà cô ấy. Xong rồi mới hiểu chưa? Tức là bây giờ là tao sẽ đóng giả làm bố cậu. Đúng. Rồi tôi với cậu là qua nhà cái cô bé đấy là thưa chuyện. Chính xác. Rồi xin phép cho hai đứa chuyến nhau. Không phải là xin cho hai đứa chuyến nhau. Mà là xin cho hai đứa được qua lại tìm hiểu. Thế qua lại tìm hiểu sao có chuyến đâu? Đương nhiên là có rồi. Có thì nói luôn cho nghe, những con lòng hoàng dây điện nữa ấy. Đúng không? Chốt lại ấy, là ông có nhận lời giúp tôi không? Không. Sao lại không? Không thể không đồng ý. Này, ngu gì đúng không? Ăn mặc đẹp, ngồi xe đẹp, rồi ăn rồi chơi, rồi về nhận tiền. Có là ngu gì mà không giúp? Hôm nào cậu đi thì cậu lấy ô tô qua cậu rước tôi, rồi mình cùng đi nhá. Được. Thế nhá. Mà này khoan đã. Cái gì nữa? Chả là ấy. Tôi có chót khoe với bạn gái tôi. Bố tôi là Việt Kiều. Hả? Sống ở bên Tây. Thi thoảng mới về Việt Nam. Thì sao? Thì ông biết rồi đấy. Sao? Ở bên Tây là phải biết nói chút ít tiếng Tây chứ, đúng không? Để đến khi cần ấy, đến nhà người ta, ông nói vài câu cho nó sang miệng. Tiếng Tây thì này, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng gì tạm biết. Mày không muốn nghe nói mấy câu nghe? Ông mà biết nói tiếng Tây nghe nhá. Câu đầu tiên tiếng Đức là Chuyết. Đi đâu đây? Tạm biệt đây thì tao về luôn. Sao lại tạm biệt? Chuyết. Chuyết mà. Còn nói tiếng Anh cơ mà. Quên nhỉ. Còn phần tiếng Anh nữa. Rồi bây giờ tiếng Anh gì? Nghe mà học hỏi con này. Này TOEFL IELTS đây này. Thì tao không có tiền đi học thì tao lên trên mạng tao học thôi. Tiếng Anh đấy. Đấy không phải là tiếng Anh giao tiếp. Thế đấy là tiếng Anh gì? Đấy là tiếng Anh giao tiếp. Ôi trời ơi, thế là từ trưa nay tao đi đâu cũng come on baby. Bây giờ ấy, tôi sẽ dạy ông một số từ tiếng Anh giao tiếp cơ mà. Ông nghe cho kỹ giỏ thuộc cái này. Mày dạy gì? Nghe luôn nói. Tôi là ai? Ai là tôi? Vớ vả vớ vẩn. Tôi là tôi chứ làm sao mà tôi là ai được? Dạy thế mà ông dạy à? Tôi là tôi. Ông nghe một cười nhỉ? Hả? Tôi là tôi. Đấy là bài hát của Quách Thành Danh. Bài lâu rồi. Đây là tiếng Anh cơ mà. Thế phải nói nào? Ông nghe cho kỹ nhá. Một lần nữa tôi đấy.
tôi là ai, ai là tôi. Ông Hạng nghe xem. Tôi là ai? Ai là tôi? Ai là tôi? Đúng. Ai là tôi? Biết nhá. Được chưa? Khó thế. Họ là dây, chúng ta là ớt, trẻ con là kim. Chuyện nhỏ. Họ là dây, chúng ta là ớt, trẻ con là kim. Trời ơi. Không phải. Thám nhà người ta không đọc thì nó chết à. Thì thế là mứt à? Mướt. À phải mướt. À cái gì? Kít. À trẻ con là kít. À trẻ con kít. Phanh kít. Đúng rồi. Ok. Nhớ. Rồi. Tiếp nhá. À. Khi đến nhà bạn gái tôi ấy. À. Mà thấy mẹ bạn gái tôi đang giở tay một việc gì đó. À. Thì theo phép ga lăng lịch sự của người phương Tây. À. Ông phải nói là can I help you? Bù lão bù lều. Mình đã hứa với nhau là không làm cái gì phạm pháp, không làm cái gì trái với thuần phong mỹ tục. Cậu làm gì mà mới tới nhà người ta cậu đã đòi hiếp người ta rồi? Ông này một cười nhỉ? Hạ hiếp gì ở đây? Chính miệng cậu vừa nói là kẻ này hiếp hiếu. Thì không phải. Hiếp ở đây ấy, tức là giúp. Mày làm tao tí gãy ra. Ở bên Tây hay nhỉ? Hiếp tức lại là rút. Đây, em làm xe ôm quả này mà em ở bên Tây thì chắc là suốt ngày em ra ngoài đường em hiếp. Thôi được rồi. À, tiếng Anh giao tiếp như vậy là ổn rồi. Rồi. Ông phải về nhà ôn luyện thêm nhá. Rồi, rồi, rồi. Thế tôi hỏi này, ông có biết làm thơ không? Sao lại là thơ? Bởi vì tôi cũng lỡ chót khoe với bạn gái tôi ấy. À. Bố tôi là nhà thơ. À. Thế nên ông cũng phải học đến một vài câu thơ để đến lúc cần ấy, đọc ra cho nó đỡ lộ. À, cho nó giải quyết không oai gì. Này, đây là một tủ thơ luôn nhé. Sở trường, sở đoạn, sở thú là thơ. À. Ông muốn nghe đọc không mấy bài nghe? Đọc thử vài câu tôi nghe xem nào. Nghe nhá. Một nghìn một miếng cú đơ. 2.000 hai miếng cú đơ, 1.000 2.000 một miếng cú đơ. 4.000 hai miếng cú đơ, 2.000 3.000 một miếng cú đơ. 9.000 ba miếng cú đơ, 3.000 Một bài. Ba nửa này. Dạ, cảm ơn. À, đang cơ. Đang cơ. Bài thứ hai này. Lòng anh thấp thỏm bồn chồn, thấy em phì phạch giữa chân bên lương. Làng bên có một anh Dương, vật rất là khỏe, cả làng đều mê. Để dâu không phải là dê, để dâu là bởi tôi mê đàn bà. Để dâu không phải là già, để dâu là bởi tôi là con dê. Mẹ anh đi, anh nhớ quê nhà. Nhớ tôm hùm áp chảo, nhớ đùi gà chiên bơ. Thôi. Thơ của ông quản dê với đùi gà chiên bơ toàn món ăn nữa. Này. Thế ông có biết hát bolero không? Đang là mốt đấy. Này. Mày cho tao được mỗi 500 mà mày yêu cầu tao làm nhiều thế. Thế ông định đòi thêm bao nhiêu nữa? Thì đây là to rồi, thì bây giờ một phần 10 tờ này thôi. Không được, về à? Thôi. Có làm không? Không làm, không làm thì chuyện. Đây, quay lại. Sao? Tôi nói cho ông biết nhá. À. Nghệ sĩ một đêm diễn chỉ có 340. À. Ông nói tiếng Anh. Ông không thấy quá đáng à? Này, họ khác, tôi khác. Tất cả chúng ta giống nhau một điểm là không ai giống ai cả. Nhá, yeah. Làm thì làm, không làm thì chuyện. Ê, từ từ. Này, đừng nói. Mình xin. Hát đi tụi nghe xem nào. Nghe nhá. Bolero ấy đi. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Chó không đâu lòng bỗng nghe sầu sầu. Trời mù sương hay nhà ai bỗng dần. Em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều nay rồi lại qua sáng mai. Sáng mai xong lại thuyền qua chiều mai. Rồi
chiều mai em lại đôi sát sáng kia. Em cứ toan lại hoài rồi em chuyển luôn xa. Tuần sau có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc thấy nó như mọi chuyện đàng đàng nhăm nhò, có những lúc ngặt nghèo tưởng như sống rồi đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện nhỏ phải nó. Khi thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em. Đây thân xác này linh hồn anh cho em hiệp nhỏ cần chín nô. Oh yeah, come on baby. Ông đến nhà bạn gái tôi ông hát kìa để chết à? Hả? Tao chỉ có thế thôi. Ông hát bolero cứ như là đọc con xuôi ấy. Mà đọc rap thì cứ như là chó ngáp ta phải xuôi. Tao chỉ có thế thôi. Alo. Anh nào? Anh đây em. Hả? Anh đang đâu đây? Anh đang ở nhà, anh có đi đâu đâu. Anh ở nhà làm gì? Anh ở nhà cho cháu ăn đi. Có đâu. To là cháu của tao là chó. Mày bảo tao làm chó. Làm chó thì 50 đồng nữa. Mình chê. Sủa đi. Chó nhà anh nó đang bị viêm họng em ạ. Đang có dịch sốt xuất huyết nhưng mà này anh bảo đúng 8 giờ tối mai anh sẽ đưa bố anh qua ra mắt nhà em. Em nhớ chuẩn bị tinh thần và vật chất đầy đủ để đón tiếp nhá. Thế nhá em yêu. Này, thế mai đi rồi sao vội thế? Ông có được chén đâu mà vội với chả không vội. Ông cứ thử đặt địa vị của tôi xem. Biết rồi. Ôi giời, có điện thoại. Alo, con gái à, bố đây. Bố ơi, tối mai đúng 8 giờ, bạn trai con cùng bố anh ấy sẽ qua nhà mình ra mắt đấy. Bố nhớ nghỉ ở nhà chuẩn bị tinh thần và vật chất để đón khách như bố nhá. Này, dạ? 8 giờ tối mai là bố chồng người yêu con là tới nhà mình hả? Vâng. Này. À, cái thằng người yêu của con ấy có phải là cái thằng nó cũng trông không cao lắm, không thấp lắm mà mặt nó nhìn râm râm ngu ngu không phải con? Vâng, đúng rồi ạ. Này, thì bố của nó có phải là ở bên Tây, thi thoảng về Việt Nam, biết là làm thơ, biết hát bolero với cả đọc rap phải không con? Vâng, đúng rồi, sao bố biết hả bố? Bố đoán đấy mà, nha, tí bố về, nha. Gọi lâu thế. Thôi, chốt lại là như thế nhá. Đúng 7 giờ tối mai tôi qua đón ông rồi chúng ta lên đường nhá. Này, mày có ảnh bạn gái mày không? Để cho tao xem đi. Ông xem ảnh bạn gái tôi. Để làm gì? Thì mày bảo ngon thì tao xem nó ngon cỡ nào, đúng không? Với lại là sắp tới là tao cũng làm bố chồng của nó. Bố chồng thì phải biết mặt con dâu chứ lệ. Ừ. Đúng không? Có lý. Ừ. Đây, xem đi. Xinh không? Chết mẹ rồi. Trời, không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Trời ơi con ơi là con. Mày chụp ảnh mà mày cứ ngồi tơ hớ thế này. Cái bảo sao nó không muốn chén thôi hả con? Bố dặn con bao nhiêu lần rồi mà con không nghe lời bố à con ơi. Mày giết bố đi rồi. Rồi chào bố trời. Này, thế mày với cả bạn gái mày là chưa choáng nhau thật chứ? Sắp choáng rồi ấy. Mai gặp xong mà được choáng. Thế à? Thế chưa choáng thì là đến cái giai đoạn nào rồi? Giai đoạn nào à? Thì giai đoạn này. Này, thế mày có muốn nhìn mặt bố vợ mày không? Ông hỏi buồn cười nhỉ? Tất nhiên là tôi muốn biết mặt bố vợ tôi rồi. Tao có đấy, mày có xem không? Ông quản bố vợ tôi lắm đây này. Đâu. Chụp chân zoom luôn. Đây này. Ông nhìn này. Trông mặt cái lão già này đen đen bẩn bẩn.
xăng thì vàng, mặt thì nhăn như quả táo tàu ấy, trông như khỉ, xấu vãi. Mày bảo nói chén là chén à ha? Mày muốn chén nó mày phải chén tao. À không, tao lộn từ. Mày phải bước qua xác tao là nha. Đi, mày. Đi đâu? Về cái nhà cái đứa mà mày muốn chén đây. Tức là về nhà tao đây. À, về đấy tao cho mày hát bolero với đọc thơ nhá. Về đấy tao sẽ lột trần mày. Ơ dạ, sao bác lột trần cháu à? Không, tao sẽ vạch trần cái bộ mặt sử khanh của mày. Đi Khoan. Ơ dạ, còn Khoan dù đục gì nữa. Mày ra đây. Ra đây. Mày không chào khán giả. Khán giả vỗ tay lầm rầm nếu mà mày không chào. Mày không chào mày không chào.